Hai xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Có một anh đã gửi mail cho mình hỏi là cái máy của anh đó chạy trong vòng khoảng 1.000 tờ là bắt đầu là có cái hiện tượng là mực nó sẽ đóng cứng ở trong cái ống điếu này, và cái nguyên nhân nó làm sao. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà mình nghĩ là rất là hiếm gặp nha, trường hợp rất là hiếm gặp. Tuy nhiên đây là một trong những câu hỏi mình thấy cũng rất là hay nên mình mới làm cái video này, mình chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị. Nó nguyên nhân của nó như thế nào thì ở phần giữa với phần cuối thì mình sẽ nói về nguyên nhân đó. Và bây giờ mình sẽ nói lại những cái nguyên nhân mà có thể gây kẹt ngay chỗ cái nhông của cái ống mực hồi với lại cái khum rum ha, để cho tất cả các bạn mới hoặc là các anh chị mới mới vào nghề, để khi mà gặp trường hợp này thì chúng ta cũng có thể biết chúng ta khắc phục. Rồi, khi các chị nghe cái tiếng động ở trong máy kêu rắc rắc, tức là khi nghe cái tiếng mà rắc rắc thì các anh chị nghĩ ngay tới là con nhông xéo này. Tại vì khi mà nó có hiện tượng bị cứng hoặc là nó bị trơn á thì mới đầu nó sẽ kêu cái tiếng rắc 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 rắc. Rồi sau này nếu mà các anh chị không biết, các anh chị để các anh chị chạy nữa thì có thể khoảng thêm 1, 2 tờ hoặc là 10 tờ trở lên nữa thì các anh chị sẽ thấy là nó kẹt, nó kêu tiếng nặng lắm. Tiếng kẹt rất rất là nặng. Thì các anh chị lúc đó các anh chị dừng máy lại hoặc là các anh chị tắt máy. Tắt máy ở nút nguồn, các anh chị tắt luôn. Rồi sau đó các anh chị mở nắp ra thì các anh chị sẽ thấy như thế này. Đây là cái bộ phận của cái ống điếu, gọi là ống mực hồi. Ống mực hồi. Thì cái ống mực hồi này nó có tác dụng là nó sẽ đưa mực thải, tức là sau khi cái gạt rum á, nó gạt những cái mực nó còn rớt lại ở trên cái rum á, nó sẽ gạt, nó rớt xuống cái bộ phận trong đây nè. Và sau đó nó sẽ có một cái lò xo xoắn ở trong cái rum á, nó sẽ đưa ra vài phía ống mực hồi này. Và mực hồi này nó có cái trục, đây là gọi là trục xoắn nè, ở trong đây nó có một cái trục xoắn. Thì nó sẽ, cái lò xo xoắn á, nó sẽ đưa cái mực lên đây và nó đổ vào ở trong cái hốc bơm mực. Đây là trong cái hốc bơm mực này. Thì hốc bơm mực này nó có tác dụng là nó sẽ qua một cái bộ lọc, lưới lọc để nó tận dụng lại, nó tái chế lại cái phần nào còn sử dụng được thì nó sẽ tiếp tục nó đổ xuống cái nó đổ xuống cái phần hốc bơm mực này. Còn phía phần ở trên này nè, là nếu mà nó lọc không được nữa thì nó sẽ đẩy ra phía sau máy và nó đổ xuống cái bình mực thải ở phía dưới. Thì nguyên nhân mà nó kêu kẹt kẹt, nguyên nhân thứ nhất đó là do hai cái nhông này nó sẽ lâu chạy lâu ngày, nó sẽ bị trơn với nhau, nó bị xịt trơn với nhau ha. Nếu các anh chị mở ra các anh chị thấy thì nó mới là trơn với nhau thì các anh chị thấy cái đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái bộ phận của cái phốt nằm trong đây ha. Thì bây giờ trước mắt là nguyên nhân thứ hai, mình biết rõ hơn cái phốt á, thì bây giờ mình sẽ nói về cái nguyên nhân thứ ba trước đây. Nguyên nhân thứ ba của nó là do cái phốt này, cái phốt từ này, xin lỗi, cái phốt mực hồi này nó bị cứng, thì nó sẽ bị cứng, nó sẽ làm cho cái phần của cái bộ phận trục xoắn á, cái lò xo xoắn trong đây nó sẽ không có xoay được, do đó nó sẽ cứng và nó sẽ có hiện tượng đầu nó phá cái nhông này. Bây giờ để mở cái này ra thì các anh chị rút hai sợi dây ra để dễ thao tác nè. Ở đây nó có ba con ốc ha, thì chúng ta mở ba con ốc như thế này. Này, các anh chị mở ba con ốc này ra. Sau đó các anh chị dùng cái tay á, các anh chị lẩy cái bộ phận này nè, chúng ta lẩy lên để chúng ta đóng cái lỗ ngay chỗ nó thải mực xuống vô cái trên, phía trên hốc bơ mực này. Và sau đó các anh chị rút thẳng ra ha, các anh chị rút thẳng như thế này nè. Đây, nếu đây là cái nhông ha, các anh chị thấy là đây là cái nhông nè, cái gọi là cái bạc đạn á của cái đầu ống mực hồi ha. Nếu các anh chị mua thì các anh chị cứ nói là bạc đạn hay là cái phốt đầu ống mực hồi là người ta hiểu, người ta sẽ bán các anh chị đây là nhông xéo của ống mực hồi ha. Thì ở phía trong đây là các anh chị sẽ thấy nó có cái lò xo xoắn, cái lò xo xoắn ha. Thì đây là nguyên nhân thứ ba. Còn đây là cái phốt, đây là cái phốt này. Cái phốt này là nó sẽ giữ cho cái nhông đây nè, các anh chị thấy nè ha, cái phốt này nè, nó sẽ giữ cho cái nhông xéo gắn ở trong cái khum rum á, nó không bị lắc, nó không bị lắc nhiều. Nếu các anh chị mà thấy mà cái này nó lắc nhiều là do nó bị phốt. Đối với một con số máy á, máy rinh á, thì nó là một cái phốt đồng. Nếu mà cái phốt đồng chạy lâu ngày thì nó sẽ bị mòn thì bắt buộc mình sẽ thay vào. Thì hiện tại bây giờ mình thấy trên thị trường nó có những cái phốt này mà nó sử dụng mặt đạn luôn sử dụng mặt đạn thì mình thấy đó là ba nguyên nhân ở phía mặt trước nha, ở phía mặt trước. Còn đối với mặt sau, thì các anh chị sẽ khi mà các anh chị thay hai cái nhông này rồi
mà các anh chị thay nhông với lại thay cái phốt đầu của cái ống mực hồ rồi mà nó còn cái hiện tượng nó kêu nữa, thì các anh chị bắt buộc các anh chị phải tháo cái bộ phận không rơm này ra, tháo bộ phận không rơm này ra với lại bộ phận hơi mực, bộ phận từ. Nếu các anh chị nào chưa biết cách tháo thì các anh chị có thể lên trên kênh Bado Official, các anh chị lục lại những cái video ở trong cái bộ phận chia sẻ hướng dẫn khắc phục những cái lỗi của máy photo á, thì các anh chị sẽ có một cái bộ phận là tháo ha, tháo cái khum rơm và tháo cụm từ ra. Thì ở phía sau cái khum rơm nó sẽ có một số cái vàng con nhông, một số cái vàng nhông, thì các anh chị khi mà tháo ra xong các anh chị xoay thử một con nhông coi thử là những cái nhông kia nó xoay có đều hay không. Có đôi khi là các anh chị sẽ để ý là những cái nhông chữ D á, nó bị tuột, nó bị tuột. Ví dụ cái cây đây thì những nhông chữ D nó bị tuột luôn, nó bị nứt á, nó bị tuột rồi sẽ nó gây ra hiện tượng nó bị cấn. Do đó các anh chị khi mà ra tháo ra thì các anh chị hãy kiểm tra thật là kỹ nha, thật là chỉ xoay, dùng cái tay xoay một con nhông trong cái cháu á, chúng ta xoay xong là coi thử là những cái nhông khác nó có xoay đều hay không. Và các anh chị coi thử là những cái nhông mà nó có chữ D á, những cái nhông chữ D á, tức là con nhông mà nó có một cái khuyết để nó đút vô cái cây như này nè, các anh chị coi thử nó có bị nứt hay không. Đôi khi là những cái nhông đó nó phá, những cái nhông đó nó bị nứt cũng có thể gây kêu, tiếng kêu ở trên cái bộ phận rum ha. Rồi đó là cái nguyên nhân nữa. Rồi bây giờ tiếp cái nguyên nhân mà mình trả lời câu hỏi cho bạn cái anh mà gửi mail cho mình đó. Thứ nhất là như vậy nè, tại sao chạy 100 tờ mà cái có hiện tượng là cái mực nó bị đóng cứng ở trong cái cụm này, cái ống điếu này. Lý do là như thế này. Bây giờ mình sẽ đi mình đổ cái mực này ra rồi mình cho các bạn coi cái ống cái lò xo xoắn nha. Rồi đây là cái ống điếu ha, cái ống điếu gọi hay là mình gọi là cái ống mực hồi. Thì khi anh chị thấy bình thường đây, trong đây nó có cái lò xo đúng không, các anh chị thấy là lò xo này, mình tháo này ra mình cho anh chị thấy nè. Ở đây nó có ba khúc, ở đây có ba khúc mà nó sẽ tháo ra được. Đây cái lò xo này, mục đích nó xoay cái lò xo này là để đưa cái mực thải để lên trên cái bộ phận tái chế mực nè, nó sẽ lọc mực lại phần nào mịn hơn thì nó đưa xuống hấp ống mực tiếp tục sử dụng, còn không ấy là nó đưa ra kia ha. Như mình nói thì ở phía trên đây nó có cái lỗ thế này. Bình thường các anh chị khi mà gắn cái ống mực cái ống điếu mực này vô nè, ống điếu mực này vô thì các anh chị sẽ thấy cái lò xo xoắn nè, nó sẽ nằm khoảng trên 2/3 của cái lỗ này. Mục đích chi để khi mà nó đưa mực lên thì cái lò xo xoắn này tới đây nè là nó còn có cái lò xo để nó xoắn mực, tức là nó sẽ đưa mực ra luôn, nó đưa sơ mực ra, nó rớt xuống đây và nó rớt xuống trong cái lỗ này nè. Còn cái tình trạng của cái bạn đó hỏi mình gặp, tức là cái tình trạng thế này, tức là cái lò xo xoắn này nó không bị một, nó không biết một cái nguyên nhân gì đó mà cái lò xoắn này nó sẽ bị hẹp lại. Lò xo xoắn này nó bị hẹp lại và nó sẽ không có, đây ví dụ cỡ này đó, nó bị một nguyên nhân gì đó mà các anh chị thấy là cái lò xo xoắn nó sẽ không có lòi ra được cái phần ô này, cái phần cái lỗ này, thì làm sao mà nó đưa cái mực lên được. Đây đó, nếu một cái trường hợp mình nghĩ mà chắc chắn 100% cái trường hợp của cái bạn đó gặp, tức là cái lò xo xoắn này nó gặp một cái trường hợp gì đó, nó bị nghẹt mực một lần rồi, nó bị nghẹt mực một lần này, thì khi đó cái lò xo xoắn này nó làm cho cái lò xo này nó bị thun lại và nó sẽ không còn lòi ra trong cái phần này nữa. Và khi đó là nó cái mực á, nó cứ lên thì nó cứ động lại trong cái phần này thôi, nó sẽ gây cứng nè, nó không có đổ được xuống đây, do đó nó sẽ bị cứng, cứ chạy đúng một khoảng 1.000 tờ hoặc 500 tờ sẽ bị cứng và bắt đầu nó kêu cà rắc cà rắc cà rắc cà rắc, hoặc là nếu nặng nữa thì nó phá mấy cái nhông ha. Với trường hợp này, thì các anh chị nhiều lúc các anh chị không chú ý đâu ha, thì khi đó các anh chị sẽ scan xem lại giùm mình ha, coi thử cái lò xo ra chưa. Nếu mà chưa ra thì các anh chị hãy vệ sinh xong, các anh chị kéo cái lò xo này ra lại, tại lò xo này nó giãn được nè, các anh chị kéo ra lại, kéo như này đó, các anh chị kéo lại sao mà cho cái lò xo đó nó sẽ ra khoảng 2/3 như thế này đó. Đó, các anh chị kéo ra sau 2/3 này, hoặc là kéo ra chút, nếu mà thấy nó chưa đạt thì anh chị kéo ra thêm chút nữa đó. Rồi xong các anh chị gắn lại đó. Rồi các anh chị rồi đó, như thế này là được, ok ha, các anh chị thấy không? Đây đây các anh chị thấy lò xo nó xoắn cái này đó, nó mới đảm bảo nó đưa mực từ dưới nó đưa lên được nó mới đổ vô được cái bộ phận tái chế mực lại của hopper mực ha. Rồi đó là cái nguyên nhân mà có thể là nó bị gây kẹt mực ngay chỗ ống điếu này ha. Rồi với lại mình sẽ cũng để nói lại một số nguyên nhân mà có thể nó bị hư cái, nó bị phá cái nhông này. Rồi có thể là khi nào mà các anh chị gặp cái trường hợp này thì các anh chị cũng có thể biết cách xử lý ha.
Rồi video của mình chia sẻ tới đây kết thúc ha. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Cái nguyên nhân này nó hiếm gặp, nhưng mà nếu mà các anh chị nào đã gặp được mà chưa biết cách xử lý thì các chị có thể xem video này và các chị xử lý được ha. Rồi chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đô Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển ha. Còn nếu các anh chị thấy video này hay, có hữu ích hoặc là có một chút gì đó nó giúp ích được cho mọi người mới thì các anh chị cứ share lên hội nhóm hay là share lên cái gì đó để cho các anh chị mới mở tiệm có thể là gặp được những cái trường hợp này để xử lý được ha. Rồi bây giờ xin chào, hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye.